dân tộc Việt Nam thương người như thể thương thân. Mừng đại lễ Phật đản, mừng năm Phật lịch 2560. Chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp khóa 2016-2021. Hôm nay, các nhà từ thiện, nhóm từ thiện Thiện Tâm Duyên chân thành gửi tặng 20 suất quà tới các em học sinh thôn Trịnh Xá. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu nhóm Phật tử Tâm Hiểu lên trao quà. Nguyễn Thị Hoài Hương, lớp 3B lên sân khấu. Em Phùng Đức Hiếu, lớp 5B. Em Phùng Thị Mỹ Duyên, lớp 2B lên sân khấu. Em Nguyễn Văn Duyệt, lớp 5B. Em Phùng Bảo Thiên, lớp 1C lên sân khấu. Em Phùng Thị Phương, lớp 5D. Em Đỗ Minh Phương, lớp 2A lên sân khấu. Em Phùng Thị Thu, lớp 6A. Em Phùng Văn Lộc, lớp 4A lên sân khấu. Em Nguyễn Ngọc Dụ, lớp 6A. Em Nguyễn Văn Tài, lớp 2E. Em Nguyễn Thị Ngọc, lớp 6B. Em Phùng Kiều Thanh, lớp 1B. Em Nguyễn Thị Ngọc Anh, lớp 7C. Em Phùng Linh Chi, lớp 3B. Em Trịnh Hoài Tú, lớp 7C. Em Nguyễn Thị Thu Trà, lớp 5C. Em Nguyễn Thị Thảo, lớp 8B. Em Phùng Trà My, lớp 5D. Em Nguyễn Thị Thúy, lớp 4A. Xin trân trọng kính mời toàn thể các Phật tử cũng như là các nhà hảo tâm lên sân khấu để trao tặng những phần quà cho toàn thể các em. Những em nào không có mặt tại đây, không có mặt trên sân khấu thì ban tổ chức sẽ gửi lại chùa gia đình cũng như là người thân cũng như là các em đến chùa để sư thầy sẽ trao cho các em. Dạ vâng, một Phật tử có nhã ý muốn xin phép được hỏi toàn thể các ban lãnh đạo địa phương cũng như toàn thể bà con ở tại thôn Trịnh Xá của chúng ta hôm nay, muốn hỏi xem là ở tại thôn Trịnh Xá của chúng ta có em nào đặc biệt hoàn cảnh khó khăn nhất ạ? Dạ có không ạ? Dạ có em nào ở hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất ạ? Vâng, thì xin mời vâng ạ, mà bác lãnh đạo của nhân dân. Tôi thấy là như vậy là vợ chồng như ông Thắng Bích, chồng thì công, vợ thì bại liệt 5 năm liền. Thì theo tôi ấy, thì là sư thầy cùng toàn thể nhân dân cùng và là Phật tử thập phương là nên quan tâm và như vậy đến là hội. Như vậy là những người có tâm, có đức để ý đến vợ chồng Thắng Đức. Xin phép. Dành cho gia đình ạ. Vâng. Vâng ạ, xin hỏi gia đình đặc biệt khó khăn có mặt ở đây không ạ? Vâng ạ, xin trân trọng kính mời các quý vị chúng ta đưa gia đình lên sân khấu ạ. Vâng ạ, em xin mời anh đứng lên một chút ạ. Em là... Anh là cha của cháu Nguyễn Thị Thúy đúng không ạ? Con anh Thắng Đức. Vâng ạ, cháu Thúy đâu ạ? Cháu Thúy có mặt ở đây không? Dạ vâng, anh Hoàng Đức Cương là một Phật tử có tâm vô cùng sáng. Anh đã đi làm từ thiện rất nhiều nơi trong nước Việt của chúng ta. Và ngày hôm nay trở về đây, anh cũng là người tài trợ toàn bộ phương tiện đi lại cho đêm nhạc ngày hôm nay. Và bây giờ anh lại có nhà ý dành tặng gia đình khó khăn nhất tại đây 1 triệu đồng. Và xin trân trọng kính mời anh sẽ tự tay mình lên trao cho gia đình ạ. Vâng ạ, tự tay dành tặng cho gia đình ạ. Em xin mời anh ạ, anh hãy chiều lòng toàn thể quý vị đi ạ. Xin cầu trời Phật gia hộ cho anh Cương cùng toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt hơn nữa trong cuộc sống ạ. 600.000 xin được tặng để gia đình anh. Xin mời chị. Xin trưởng nhóm Thiện Tâm Duyên có vài lời gửi gắm đến quý Phật tử. Cùng sư Phật, kính bạch thầy
Thích Hồng Bảo, chủ trì chùa Phước Hưng. Kính thưa các quý vị Phật tử, hôm nay nhân ngày đại lễ mừng Phật Đản Phật lịch 2560, nhóm thiện tâm duyên có duyên lành được về tại chùa Phước Hưng, thôn Trịnh Xá, xã Chỉ Đạo, huyện Phong Lâm, tỉnh Hưng Yên. Theo lời Phật chỉ dạy, gieo yêu thương sẽ được hạt yêu thương, và tâm từ trải rộng muôn phương, cho đi là còn mãi mãi. Nhóm thiện tâm duyên đã trao yêu thương đi khắp các vùng miền trong cả nước, và hôm nay thật là duyên lành nhóm được về đây để trao gửi yêu thương tới 20 em bé có hoàn cảnh khó khăn, và cũng xin gửi trao yêu thương một chút tấm lòng vàng tới gia đình của bác có hoàn cảnh khó khăn mà anh Thắng. Hôm nay không biết nói gì hơn trong ngày mừng đại lễ Phật Đản. Thay mặt cho nhóm thiện tâm duyên và tử tâm hiếu, con xin gửi lời kính chúc thầy Thích Hồng Bảo, trụ trì chùa Phước Hưng, thân tâm thường an lạc. Chúc cho toàn thể quý vị Phật tử, nhân dân của thôn Trịnh Xá, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên ngày càng đoàn kết gắn bó, yêu thương nhau nhiều hơn và sống trong ánh đạo vàng của đạo vàng từ bi của Đức Thế Tôn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và ngày hôm nay mọi công đức chúng con làm được xin hồi hướng cho tất cả những người hiện diện nơi đây, cũng như tất cả những người thân yêu của chúng con ở cả hai thế giới hữu hình và vô hình. Hồi hướng nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Xin chân trọng